các bạn đang quay trở lại chương trình hướng dẫn cặp hoa. Đây là cây nón lá. Và chủ đề hôm nay sẽ là cách phối hợp màu của hoa ruy băng và bình như thế nào. Và là cách màu sẽ đi ra sao ha. Tại vì trong thời gian vừa qua thì trong cái nhóm trên Facebook là cắm hoa tại nhà, có rất là nhiều bạn cũng đang rất là thắc mắc là trong cắm hoa vậy thì bây giờ mình sẽ kết hợp màu ra sao và kết hợp như thế nào thì nó sẽ đẹp ha. Thì thật ra mình muốn chia sẻ ở đây này là trong cắm hoa nó là sự sáng tạo, các bạn kết hợp màu nào cũng được ha. Tuy nhiên là nó sẽ có, nếu như mà các bạn mà biết được cái áp dụng bảng màu vô trong các cái hoa để mà mình phối hợp màu với nhau thì khi đó cái nhất là nó chuyên nghiệp, cái thứ hai là cái bình hoa của mình nó sẽ rất là đẹp ha. Còn lại thì các bạn muốn cắm sao thì tùy, tuy nhiên là hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách phối hợp màu màu hoa. Ok rồi, bây giờ thì đầu tiên là mình sẽ nói đến màu trắng đó. Màu trắng đây, ví dụ như đây là màu trắng này, đây là nhánh cúc nhánh màu trắng. Ok, màu trắng là một trong những màu mà đi được với lại tất cả các màu còn lại, tuyệt vời đúng không? Đó là một thông tin rất là hay. Cho nên là mình sẽ thấy là màu trắng thì rất là được nhiều nơi ưa chuộng đó. Bây giờ tiếp theo là đến màu đỏ. Vậy thì màu đỏ, nếu mà là hoa chính của mình là màu đỏ, vậy thì mình sẽ phối hợp giữa hoa phụ và ruy băng như thế nào? Thì màu đỏ đi được với lại là màu trắng sữa, màu trắng bạc, màu vàng đồng, màu xanh lá, màu tím và màu nâu. Đó. Ok, ngay bên cạnh mà trong quá trình mình nói thì các bạn sẽ thấy chữ nó được hiện ra ở ngay bên cạnh luôn. Và mình cũng có tổng hợp lại đây là cái bảng cho các bạn thấy để mà mình hình dung rõ hơn là như thế nào. Đó. Thế nhưng mà cần thiết thì các bạn có thể ghi lại hoặc là các bạn chụp hình lại tùy các bạn thôi ha. Ok, vậy là mình đã xong màu đỏ rồi ha. Và bây giờ tiếp theo là đến màu vàng. Nếu mà là hoa chính của mình mà là màu vàng, vậy thì ruy băng và hoa phụ của mình sẽ đi màu ra sao? Màu vàng của mình đi được với lại là màu trắng, màu nâu, màu bạc và màu xanh, màu vàng đồng, màu cam. Đó là màu vàng. Sau màu vàng thì bây giờ mình lại đi đến màu nào bây giờ? Bây giờ mình sẽ đi qua màu hồng. Nha, màu hồng. Màu hồng thì nó hơi kém hơn một chút. Chính vì vậy mà các bạn là mua bình hoa mà màu hồng về rất là không có dễ phối màu ở đây đâu. Bây giờ màu hồng sẽ đi với lại là màu tím, màu xanh dương, màu bạc, màu trắng sữa, màu nâu và màu xám. Đó là về màu hồng nha. Các bạn có thể là ghi hoặc là các bạn chụp hình. Bây giờ bước tiếp theo, màu tím thì sao? Mình nói đến màu tím nha. Bắt đầu mình có nói là màu trắng là màu đi được với tất cả các màu đúng không? Vậy thì bây giờ màu tím. Màu tím là một màu trung tính và năm 2018 năm nay này là màu tím đang là màu của năm. Và màu tím là một trong những màu mà đi được với lại tất cả các màu. Tuyệt vời. Cho nên là mình mà sử dụng màu tím cho nên thì mình sẽ kết hợp được với lại rất là nhiều màu khác nhau ha. Bây giờ mình sẽ nói đến màu cam. Nếu như mà là hoa chính của mình mà là màu cam, vậy thì chắc chắn rồi mình sẽ kết hợp được với lại màu trắng, màu tím rồi. Và màu cam kết hợp được với lại là màu nâu, màu xám, màu bạc, màu vàng và màu vàng đồng nha. Bây giờ mình sẽ đi qua cái màu cuối cùng trong cái phần chia sẻ ngày hôm nay của mình, đó chính là màu xanh dương.
Rồi, màu xanh dương vậy thì nó sẽ kết hợp được với màu gì? Màu xanh dương kết hợp được với lại màu tím, màu hồng, màu trắng sữa, màu nâu, màu bạc, màu trắng xám. Đó là những màu mà màu xanh dương kết hợp được. Hồi ban nãy các bạn thấy là mình có chia sẻ 3 màu. Còn có màu vàng đồng, màu bạc và màu xanh dương. Thì thường đó là ở Việt Nam của mình á, mình sẽ kiếm được kiếm hoa của những cái màu đấy nó mình là không có, đúng không? Vậy thì mình sẽ làm sao? Các bạn có thể là sử dụng sơn xịt. Sơn á, các bạn mua về để xịt lên ha. Đây, mình chia sẻ với các bạn. Sơn thì bây giờ đây mình đang có á, trên tay của mình đang có hai màu sơn này của Hà Lan này. Còn hai cái này đều là của Hà Lan hết. Và đây là sơn bạc. Đấy, một chai này mình mua, mình nhớ không giờ lầm như là giá 60 mấy 70 mấy ngàn gì đó, hay là 90 mấy ngàn gì đó, mình quên rồi. À đúng, 90 mấy ngàn đúng không ạ? Là chai này là sơn của Hà Lan. Hai chai này đều của Hà Lan ha. Khi mà các bạn đi ra ngoài tiệm mà mua sơn về xịt á, mà các bạn mà mua sơn ATM á, tức là sơn mà mình xịt khung gỗ hoặc là sắt hoặc là trong quá trình mà làm nhà, các bạn mà xịt lên hoa thì hoa nó sẽ bị cháy luôn và nó héo luôn nha, cái đó là làm cho hoa mình bị hư luôn. Cái đó thì mình có thể là cái sơn rất là rẻ tiền, nó khoảng là 30-35 ngàn gì đó một bình. Thì các bạn có thể dùng để mà xịt lên lá đó. Khi mà mình xịt lên lá thì cái lá nó sẽ làm lá khô luôn thì nó cũng được, đúng không? Okay. Còn đây là cái sơn chuyên dụng để mà dành cho hoa. Và khi mà xịt hoa bằng cái sơn này á, thì nó sẽ giúp cho hoa của mình không những có được cái một cái màu khác, mà bên cạnh đó nó còn làm cho hoa của mình nó giữ được cái độ tươi và nó không có làm cháy hoa. Đây là cái sơn màu xanh đó, màu xanh. Cũng có một bình hoa mình đã sử dụng cái màu này rồi, các bạn có thể tham khảo lại. Ok vậy nha, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong quá trình mà các bạn cắm hoa. Nếu như là các bạn có những góp ý gì hoặc là các bạn có những cái yêu cầu gì, vui lòng cứ comment phía bên dưới ha. Tụi mình sẽ cố gắng thực hiện những cái video đáp ứng những cái yêu cầu cho các bạn, giúp cho các bạn cắm được hoa tốt nhất có thể. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy cái video này hữu ích, hãy nhấn like cho mình. Xin chào.